Liên Bộ Công Thương tài chính cho biết, với việc điều chỉnh này, giá xăng E5 RON92 tối đa 19.890 đồng còn xăng RON95 giá cao nhất là 21.130 đồng. Cụ thể, xăng E5 RON92 sau khi giảm 607 đồng lít, giảm về mức 19.891 đồng lít nhờ vào việc chi quỹ BOG 950 đồng lít. Trường hợp nếu không chi quỹ, giá sẽ tăng 343 đồng lít và giá bán là 20.841 đồng lít. Sang Zon 95 BA có mức giá 21.131 đồng lít sau khi đã giảm 550 đồng lít so với giá hiện hành. Tương tự các mặt hàng dầu cũng giảm 506 đồng lít với dầu Diesel 0.05S, giá sau khi giảm còn 15.667 đồng lít. Dầu hòa có mức giá là 14.762 đồng lít sau khi giảm 417 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu Mazut 180 CST 3.5S có giá 5.055 đồng trên kg sau khi đã giảm 350 đồng trên kg so với giá hiện hành. Nhà điều hành cho hay giá xăng dầu trong chu kỳ điều hành 15 ngày qua tăng giảm đan sen nhưng xu hướng chung là giảm. Do đó, để hỗ trợ đời sống người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, cơ quan điều hành áp dụng việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn cho phù hợp. Cụ thể, thực hiện trích lập quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng lít, dầu diesel ở mức 400 đồng lít, dầu hỏa ở mức 400 đồng lít, dầu ma rút ở mức 300 đồng trên kg. Chiều ngược lại, chỉ thực hiện chi sử dụng quỹ với xăng E5 RON92, còn các mặt hàng khác dừng chi. Thời gian thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng như điều hành giá đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay. Như vậy, Giá xăng đã có 9 lần tăng và 4 lần giảm, giữ nguyên kể từ đầu tháng 2 đến nay. Số liệu của Petrolimex cho thấy, trước 15 giờ ngày 26 tháng 8, quỹ bình ổn giá tại tập đoàn này âm 216 tỷ đồng.